yeah. That's just insane. Nope. See the building's been sucked up. Sao nó đứng yên hoài trời? Bởi vì đứng nãy giờ. Mình đâu rồi? Rồi, hết rồi. Hết táo bông rồi. Hết táo bông. Là hết táo bông. Mẹ, vừa qua ra rồi. Đúng không? Không, giờ nó chớp khác rồi thấy chưa? Chớp đỏ khác rồi kìa. Nó không còn chớp xanh nữa mà chớp đỏ rồi kìa. Thấy không? Bây giờ không còn chớp xanh và chớp đỏ. Đó. Thấy chưa? Ở đủ mà. UFO em nói mà phải. Đi thấy chưa? Thì có cái bông nữa đi, nó thấy chớp chớp nó thổi cái điện thoại. Gần lắm luôn á, xuống đâu dưới đó rồi kìa.